Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 với ông Trần Tuấn Anh. Ngày 5 tháng 2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp để xem xét, cho ý kiến về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Trần Tuấn Anh thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Khánh Hòa. Nghị quyết số 972 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Trần Tuấn Anh cũng đã được ban hành. Trước đó, ngày 30 tháng 1, ông Trần Tuấn Anh đã có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15. Ngày 30 tháng 1, Ban chấp hành Trung ương khóa 13 đã họp, đồng ý để ông Trần Tuấn Anh thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương khóa 13. Ông Trần Tuấn Anh là cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, được Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tín nhiệm phân công giữ một số chức vụ lãnh đạo quan trọng. Trên cương vị Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016-2021, ông đã có nhiều nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành công tác của ngành công thương đạt kết quả quan trọng. Tuy nhiên, ông Trần Tuấn Anh chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để xảy ra nhiều vi phạm tại Bộ Công Thương. Nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, bị xử lý hình sự, xử lý kỷ luật đảng, hành chính. Nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng và nhân dân, ông đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công, nghỉ công tác và nghỉ hưu. Ông Trần Tuấn Anh sinh ngày 6 tháng 4 năm 1964, quê quán ở xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi, trình độ tiến sĩ kinh tế, cử nhân ngoại giao. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 14, 15. Trước khi được Bộ Chính trị quyết định phân công giữ chức trưởng Ban Kinh tế Trung ương từ tháng 2 năm 2021 đến nay, ông Trần Tuấn Anh làm Bộ trưởng Bộ Công Thương. Ông từng giữ các chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.